nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đa dạng các hình thức mua hàng, khuyến mại, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước theo chỉ đạo của Chính phủ. Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023, Việt Nam Grand Sale 2023 từ ngày 4 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Tất cả các doanh nghiệp có quyền hưởng ứng, tham gia chương trình bằng việc chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn, hướng đến khách hàng, người tiêu dùng, chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa lên đến 100%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đồng thời đảm bảo việc thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, bảo đảm về chất lượng hàng hóa dịch vụ cũng như các quy định về thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Theo quy định của Nghị định 81 thì trong cái thời điểm mà nghỉ lễ và Tết thì các cái doanh nghiệp cũng được thực hiện các cái khuyến mại mà có thể lên giảm giá đến 100%. Và kết hợp với cái chương trình khuyến mại tập trung quốc gia này thì cái thời hạn mà doanh nghiệp có thể áp dụng cái chương trình khuyến mại đến 100% kéo dài đến khoảng gần 3 tháng. Và tôi cho rằng đấy là một trong những cái thời điểm mà nó cũng rất hợp lý so với các cái doanh nghiệp trong cái việc mà kích cầu tiêu dùng hàng hóa cuối năm. Cũng như là đây là một cái mùa mua sắm, một cái mùa hết sức đặc biệt đối với tất cả người dân. Với hiệu ứng kết nối cung cầu được lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp trên cả nước thông qua hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp sẽ chủ động phối hợp để triển khai hoạt động khuyến mại kết hợp với các hoạt động hội chợ, triển lãm, các sự kiện tại địa phương để không những thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Đồng hành với cộng đồng các doanh nghiệp và người tiêu dùng, khách hàng trên cả nước cùng chương trình này là sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức và người dân trong việc quảng bá, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp, góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Chúng tôi cũng đã triển khai các cái phối hợp với các cái địa phương, hiệp hội ngành hàng cũng như là các doanh nghiệp, chúng tôi phổ biến thông tin thông qua các cái kênh từ truyền thông, các cái kênh báo đài cũng như là mạng các cái trang web để mà quảng bá cái chương trình này đến cho không chỉ là người tiêu dùng mà còn cả các cái doanh nghiệp để là cùng chúng ta cùng đồng hành, cùng phát động cũng như là lan tỏa cái chương trình để mà chúng ta sẽ có hướng đến một cái mùa mua sắm cuối năm của các cái doanh nghiệp thì cũng là một cái mùa tiêu thụ hàng hóa mà tôi cho rằng là hết sức là có hiệu quả trong cái bối cảnh chúng ta cũng đang kích cầu tiêu thụ nội địa và kích cầu tiêu dùng trong nước. Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong những năm trước, đồng thời với những hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kích cầu, phát triển và đẩy mạnh các liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa được Bộ Công Thương triển khai trong thời gian vừa qua, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023, Việt Nam Grand Sale 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, thúc đẩy gia tăng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, góp phần vào sự tăng trưởng nền kinh tế của Việt Nam năm 2023.